Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, đến Giang Tở vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự chuyển mình trong nhịp sống mới của mảnh đất con người nơi đây. Có được sự đổi thay đó là nhờ sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, cùng với sự quyết tâm của nhân dân các dân tộc trong xã, nên cuộc sống của đồng bào đang đổi thay, khởi sắc từng ngày. Bản Cha Cuông, xã Giang Tở, huyện Mường Ảng có trên 80 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú. Trước đây, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đường trong bản là đường đất lầy lội, cho nên việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân không được thuận lợi. Các sản phẩm làm ra thì thường xuyên bị thương lái ép giá. Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, đường đến bản Cha Cuông đã được bê tông hóa sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Bản Cha Cuông của mình trước kia thì dân mình toàn đi đường đất thôi, không có đường bê tông như thế này. Dân bản mình tất cả là có 90 hộ. Thì dân bản trước 2017-2018 là rất đang khó khăn. Thì nhà nước chưa tạo điều kiện giúp đường bê tông. Bây giờ là đến 2019, gần đến 2020 là dân mình cũng khá tạm ổn, là có nhà nước tạo điều kiện giúp đường bê tông vào đây. Giang Tở là xã thuần nông, có xuất phát điểm thấp, toàn xã có 15 bản, trong đó có 5 bản vùng cao, gồm Bú Tiểu, Hủy Trưng, Hủy Háo, Thổ Lộ và bản Hủy Tròn. Hơn 10 năm về trước, người dân xã Giang Tở chủ yếu chỉ biết trồng lúa nương và chăn nuôi nhỏ lẻ. Do kinh nghiệm sản xuất của người dân còn hạn chế, nên tình trạng thiếu ăn, thiếu mặc khá phổ biến, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 59%. Nguyên nhân chủ yếu là do tập quán canh tác lạc hậu. Một bộ phận người dân lười lao động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Tư duy làm ăn của đồng bào mang tính manh mún, nhỏ lẻ. Công tác xoa đói giảm nghèo của xã còn gặp nhiều khó khăn. Chưa có các mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng. Thực hiện tốt thì chúng tôi cũng có đề nghị với các cấp, các ngành đấy là để giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống, thì chúng tôi cũng mong muốn là nhà nước quan tâm đến các chế độ, chủ trương chính sách như chương trình 30A, chương trình 135, chương trình 134, đấy nâng cái số lượng và thụ hưởng đấy để nâng lên cho người dân, và chúng tôi cũng có cái biện pháp là tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân là trong thời gian tới thì tiếp tục là trồng rừng sản xuất đạt theo cái tỷ lệ là kế hoạch chúng tôi đề ra. Trước thực trạng đó, xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế với hướng trọng tâm là nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp. Bên cạnh đó, nhằm giúp bà con thay đổi nhận thức, tiếp cận với các phương thức canh tác mới, cấp ủy chính quyền xã đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện mở các lớp tập huấn nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật, sử dụng cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, triển khai các mô hình kinh tế mới cho đồng bào trong xã học theo. Nhằm giúp bà con có vốn phát triển kinh tế, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho người dân được vay vốn phát triển chăn nuôi, đồng thời đưa các loại giống lúa, ngô, lạc mới cho năng suất cao vào sản xuất. Nhờ đó đã giúp người dân thay đổi nhận thức và tư duy canh tác, pha thế, độc canh. Các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình đang ngày một nhân rộng trên khắp các bản. Nhiều hộ trước kia còn xa lạ với việc chuyển đổi canh tác thì nay đã biết nuôi, trồng các loại cây con có giá trị kinh tế như trồng cà phê, trồng rừng sản xuất. Bên cạnh đó, để phục vụ sản xuất, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, vật liệu xây dựng, cùng nguồn vốn của nhà nước, kiên cố hóa hệ thống kênh mương dẫn nước về đồng ruộng. Đến nay, toàn xã có trên 4.600 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm trên 3.600 ha. Nhờ có hệ thống kênh mương ổn định đạt trên 75%, xã đã nâng cao diện tích đất sản xuất vụ đông xuân lên 121 ha với hai loại cây trồng chủ lực là lúa và ngô, góp phần nâng cao hệ số sử dụng đất và tăng thêm thu nhập cho người dân. Ngoài ra, xã còn chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực bảo vệ diện tích rừng hiện có và triển khai trồng mới rừng sản xuất năm 2019. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã tiếp tục tuyên truyền vận động bà con dân dân
đấy là thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như chuyển đổi các cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đấy, xã chúng tôi thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã tiếp tục vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là chúng tôi là thực hiện đề án trồng rừng sản xuất đấy để phát triển kinh tế xã hội bền vững theo đề án, và chúng tôi cũng sẽ thực hiện đấy là giảm cái tỷ lệ hộ nghèo theo nghị quyết đại hội Đảng đề ra. Ảng Tở đã và đang chuyển mình với quyết tâm tạo dựng những tiền đề quan trọng và những bước đi mới nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Tin rằng với sự quan tâm tiếp sức của tỉnh, huyện thông qua các chương trình, dự án, cộng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, Ảng Tở sẽ ngày càng phát triển, vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, lực lượng công an thị trấn Mường Ảng đã tích cực bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, vận động người dân chấp hành luật pháp. Qua đó, an ninh trật tự tại địa phương được đảm bảo, góp phần hoàn thành nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn đã đề ra. Kể từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn luôn xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị trấn đề ra. Do vậy, bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo củng cố hệ thống chính trị, thị trấn còn đặc biệt quan tâm xây dựng các lực lượng vũ trang, đảm bảo yêu cầu chiến đấu trị an và giữ gìn an ninh trật tự. Ngay từ đầu năm, thị trấn Mường Ảng đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác này và có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, thị trấn đi sâu rà soát để bố trí nhân lực vào các vị trí lãnh đạo hai lực lượng công an và dân quân tự vệ, đồng thời giữ mối liên hệ với các cơ quan chức năng, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng công an, dân quân để nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay khi đầu năm đã có cái kế hoạch huấn luyện hàng năm về mở rộng cho lực lượng dân quân thị trấn, thì ban chỉ huy quân sự thị trấn đã tham mưu cho bên Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thị trấn là để tổ chức làm sao để chỉ đạo cho lực lượng ban chỉ huy quân sự thị trấn là tổ chức là tất cả nội dung như gọi là giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, vật chất như thao trường, bãi tập để phục vụ cho công tác huấn luyện, nên là chuẩn bị chú đáo từ con người đến cơ sở vật chất để bước vào huấn luyện. Qua quá trình huấn luyện, các khoa mục, nội dung để kiểm tra là 100% đạt yêu cầu, trong đó là 70-75% đạt khá giỏi trở lên. Qua huấn luyện hàng năm này thì đã nâng cao về cái bản lĩnh chính trị cho nhất là trong đối với lực lượng dân quân tự vệ đấy, và kỹ năng kỹ chiến thuật để áp dụng làm sao và bảo vệ giữ vững an ninh chính trị tại tổ dân phố bản mà lực lượng dân quân nòng cốt là ta là phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố để tuần tra kiểm soát đảm bảo về an ninh trật tự để làm bà con yên tâm và tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng để yên tâm làm ăn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Giữ vai trò nòng cốt về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, những năm qua, công an thị trấn Mường Ảng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua công tác xây dựng lực lượng, xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an thị trấn bám cơ sở, nắm chắc địa bàn, làm chủ tình hình, không bất ngờ trước mọi tình huống xảy ra, đủ sức giải quyết các vụ việc trên cơ sở, đảm bảo quy phạm pháp luật. Tại những địa bàn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng công an thị trấn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó tham mưu cho thị trấn ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng. Chính quyền thị trấn cũng luôn chủ động thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó lực lượng công an là lực lượng quan trọng thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bằng các nghiệp vụ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Và mấy cái đặc thù của địa bàn thị trấn thì là một cái địa bàn thị trấn ấy thì là cũng nơi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Do vậy thường tập trung với những cái diễn biến này, tình hình tội phạm là rất là phức tạp, tiềm ẩn những vấn đề tội phạm, ví dụ như điển hình như là tội phạm về ma túy, cũng như là tội phạm trộm cắp tài sản, cũng như là về gây rối trật tự công cộng. Thì trong năm 2019 thì ở địa bàn thị trấn
thì với cái nhiệm vụ được giao thì công an thị trấn thì đã thực hiện tốt những cái nội dung nhiệm vụ được giao là đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thị trấn. Thì trong năm thì với cái tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự thì trong năm thì đối với tình hình tội phạm thì xảy ra tất cả là 32 vụ với lại gần hơn 60 đối tượng. Đấy, thì trong khi đó là chuyển cơ quan điều tra thì hơn 11 vụ bằng hơn 13 để khởi tố truy tố đối với là hơn 11 bị can, và những cái còn lại thì lập hồ sơ để gọi hỏi răn đe giáo dục những cái đối tượng vi phạm hành chính để củng cố hồ sơ để áp dụng cái mọi biện pháp để ngăn chặn, ví dụ là đưa vào lập hồ sơ củng cố hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cũng như là đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và giáo dục tại địa phương tại địa bàn. Đối với công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn, công an thị trấn thì đã chủ động với tư cách là cơ quan thường trực, cơ quan tham mưu, là cơ quan nòng cốt trong công tác thực hiện chuyển hóa địa bàn. Thì trong năm thì nhìn chung thì công tác chuyển hóa địa bàn nên được các cấp các ngành tạo điều kiện để giúp đỡ phối kết hợp để hoàn thành cái nhiệm vụ. Trong năm thì cũng đã có kết quả rất là thành công và đã tại địa bàn thị trấn Mường Ảng thì đã thực hiện tốt cái nội dung này, và trong năm thì đã được các cấp các ngành ghi nhận về cái nội dung chuyển hóa địa bàn tại địa bàn thị trấn thì trong năm thì đã chuyển hóa thành công. Hiện nay lực lượng công an thị trấn có 9 đồng chí. Để thực hiện nhiệm vụ của mình, công an thị trấn đã duy trì tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất. Từ đầu năm đến nay, công an thị trấn Mường Ảng đã phối hợp với công an huyện Mường Ảng xử lý 32 vụ việc liên quan đến trật tự an toàn xã hội. Trong đó đã xác minh làm rõ 29 vụ bằng 65 đối tượng, chuyển công an huyện khởi tố 11 vụ bằng 10 bị can. Phát huy vai trò xung kích, lực lượng công an giữ vững ổn định an ninh trật tự tại cơ sở, làm tốt công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền. Mỗi đồng chí công an viên đều nêu cao tinh thần là một tuyên truyền viên nòng cốt, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, pháp luật, nhắc nhở nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm. Nhờ vậy, trong năm 2019, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị trấn được đảm bảo, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Canh Tý năm 2020, thì về phía công an thị trấn thì trong đợt trước Tết thì đã có nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện. Công an thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch số 01 để tham mưu cho lãnh đạo đảng ủy công an huyện cũng như là lãnh đạo đảng ủy ủy ban nhân dân thị trấn về cái nội dung là tấn công chấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Canh Tý. Thì trong quá trình thực hiện thì trong thời gian 1 tháng đây thì công an thị trấn thì đã thực hiện nghiêm túc và triển khai cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở địa bàn nắm bắt tình hình về đối với cơ sở địa bàn, nắm người nắm hộ cũng như là trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trong thời gian tháng cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, nhằm giúp bà con quần chúng nâng cao cảnh giác, có cái ý thức tự giữ gìn của cải cũng như nâng cao cảnh giác là đối với cái loại hình tội phạm trong cái thời gian Tết thì sẽ đối với những cái diễn biến sẽ xảy ra trong cái thời gian Tết năm 2020. Điểm nổi bật trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn đó là lực lượng công an thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, duy trì có hiệu quả hoạt động liên kết giữa công an, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phóng sự vừa rồi đã kết thúc trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.